Nếu mà ai đã từng làm việc ở bố mẹ yêu con từ những ngày đầu ấy, thì cũng biết là mình đơn độc trong cái việc đồng hành cùng con. Và chồng của mình ban đầu rất là phản đối việc mình theo bố mẹ yêu con và xem giống như đó là một trò lừa đảo. Mình khẳng định như vậy luôn. Và chồng mình đến độ mà mình không thuyết phục được. Lúc đầu là mình không thuyết phục được và mình đã quyết định là mình sẽ tự làm và chứng minh bằng kết quả. Ban đầu thì chồng mình không biết mình mua iPad đâu. Hồi đó mình cũng có nói với anh Huy là mình cũng mới làm nhà và trong khi mà mình chia sẻ là mình sẽ đi theo con đường này ấy, thì chồng mình đã bảo này rảnh quá ngồi trên mạng nghe người ta lừa. Thế nhưng khi mà mình đã nói là khi mà tư duy của chồng mình đã không thể cởi mở tiếp nhận điều đó thì mình buộc phải tự làm và mình không chờ đợi. Tại vì tuổi của con thì mỗi ngày một lớn và mình cảm nhận được rằng là cái thời gian là thứ quý nhất đối với con mình lúc đấy. Mình đã tự mua và giấu chồng. Trong khoảng 3 tháng đầu chồng mình không phát hiện ra và mình mỗi ngày như vậy ấy là mình học cùng con, cứ chồng về là mình giấu. Cái này là gần như 3 tháng trời nó là như vậy. Chồng mình không hề biết cái chuyện đấy và đến tháng thứ năm thì khi mà bắt đầu cái đứa nhỏ của mình ấy, mình nói là đứa đầu của mình rất là khó và nó không có một cái biểu hiện gì yêu thích tiếng Anh, phải nói là nó ghét tiếng Anh luôn. Nên là đứa sau ấy thì nó học lóm theo và nó đọc rất là tốt. Ban đầu là học tiếng Việt nhưng mà nó học học tiếng Anh cũng rất là tốt và chỉ là học lóm. Thì mình phải giấu con và mình nói với con rằng khi nào bố về là con không được soạn ra bất cứ một cái gì tiếng Anh. Đó. Đấy là với đứa lớn nhà mình. Nhưng mà vô tình ý, thì một hôm đứa nhỏ nhà mình ý, nó tự nhiên lấy một cuốn sách ra và nó đọc. Và chồng mình ngồi cạnh thì tự nhiên chồng hỏi, ủa sao nó biết đọc hay vậy? Đấy, đấy là đứa nhỏ, đứa chưa được học đấy. Thì cái tự nhiên đứa lớn nó bảo là tại vì là em học trong cái iPad đấy. Đấy, thì chồng hỏi, ủa chứ iPad đâu ra? Thế là con chạy vào mở tủ lấy. Đấy, là mình phải giấu được chồng là tổng được 5 tháng. Thế là tối đấy là mình mới có một cái cuộc trao đổi phải nói là cực kỳ thẳng thắn với chồng. Bởi vì là sau sau cái khi mà con mà đã đọc rồi ấy thì cái chồng cảm thấy tự nhiên ổng cảm thấy là có một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Thế là ổng kêu là ổng có biết tiếng Anh đâu nhưng mà kiểu như là cảm thấy là con có một cái gì đó đặc biệt ấy thì ổng mới lấy máy ra. Ổng mở ra ổng kêu con thử xem cái này đi. Thế thì con nó đọc và nó cảm thấy nó rất là hào hứng. Đấy, thì kiểu như là bắt đầu ổng cũng cảm thấy có một cái gì đó là trong cái nhận định của ổng sai nhưng mà chưa 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 khẳng định với mình gì đâu. Đó, tối mình cũng rủ chồng ra quán cà phê. Tại vì thường là những buổi tranh luận mà có cái tính chất mà mình cảm thấy có cái sự gay gắt ấy, mình không bao giờ chia sẻ ở nhà. Mà thường mình rủ chồng ra quán cà phê. Thế là mình có một buổi nói chuyện với chồng mình khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ ấy là anh không có nhà nhưng mà anh sẽ đặt niềm tin ở em. Đấy là từ đó là mình cảm thấy là con đường đồng hành của mình ý nó cũng có một cái chút gì đó là được sự chia sẻ không phải giấu giếm nữa đó. Chứ hồi trước là trong 5 tháng kia là cứ chồng về là mình phải giấu giấu máy giấu tài liệu giấu hết đó. Vì chồng mình là bộ đội mà ai có chồng bộ đội là biết rồi, nó không phải nhẹ nhàng như người bình thường. Đó là cái tính của người Bắc đó, nó đã là hà khắc rồi, nhưng mà gia trưởng mà mình là mình không thích có cái sự to tiếng giữa vợ chồng ở trong nhà. Cho nên là mình chọn biện pháp là chứng minh bằng hành động. Và sau 1 năm khi mà cái đứa nhỏ của mình ấy nó có cái sự bật ra tốt hơn anh và nó có cái sự giao tiếp giữa mẹ và con ấy thì ổng rất là vui và ổng đồng ý mua thêm máy móc, mua thêm iPad, mua thêm laptop và ủng hộ hoàn toàn vợ trong con đường đồng hành cùng con. Và khi mình bước chân vào bố mẹ yêu con ấy là mình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chồng.